Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với huyện Thoại Sơn về triển khai các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025. Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ huyện Thoại Sơn đã trao đổi bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như tập huấn nông dân kỹ năng bán hàng online trên các sàn giao dịch điện tử, nhân rộng các mô hình chuyên sản xuất giống, chuyển giao các công nghệ khoa học tiên tiến áp dụng trong sản xuất chế biến sau thu hoạch nông sản. Trong tháng 3 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng với huyện Thoại Sơn thực hiện giải quyết những đề xuất kiến nghị của huyện để nâng cao hiệu quả ngành khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống tại địa phương nhằm nâng cao giá trị, năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản lợi thế trên địa bàn huyện Thoại Sơn.